thấy ngàn tam đảo núi Tây Thiên Diệu.
thương sinh và bệnh song sinh mẹ cha sinh nên nên tam phụ tam bò kính nghi à.
vươn vững hồi hôm đi đã thắng hay ba do tiền tốt đùa vầy bồng đồng so năm năm vì đây ta nhiều bán so đồng bán so đồng phải nhất giác đôi phát tay.
thành em sư bá hí nguyệt nổ thất sang nghiên thế sáng đồng cứu dân. Căn duyên vợ chồng
trong khỏi non. Hợp mà hay không hợp mà chú chỉ cho rõ ràng mà ai đi cầu lộc cầu tài cầu con cầu của gái trai cho đẹp lòng trong gia chung như được thuận một dòng mề nhất tâm cửa chúa bà độ cho còn nhà coi phục thờ 30 mùng 1 tuổi tư
hôm rằm 31, hôm rằm 14. Chân đi người đã bước tới đầu, xe bàn nhân nghe bắt nhịp cầu vinh hoa. Xuân non anh nắng ban mai, hương thơm thoang thoảng
qua dân phép phải nghề thức ngờ tiên gian sân nên tôn tươi mọi về thành tân thank you.
hết gần xa vào chùa Hương Tích Phật Đà Quan Âm. Ba môn long nghệ bồ đạo nhất tâm quy y Phật tổ thân thâm nhiệm màu mặc dầu ai thiếu đạo cầu ý. Thank you.
nơi chân Chúa đã bước về đền Tây. Xe mầm nhân nghĩa bắc nhịp cầu vinh hoa, Chúa Bà đẹp như sao đổ ngân hà. Tiếng nhạc rừng vang vang bên bờ xưa.
phù dung yêu điều bóng mẫu đơn non nà hoa tiền ký tuổi vừa 18 năm nụ tôm sắc non đánh nắng ban mai hương thơm thoang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phiếu khăn làm tí. Thank you.
Chúa sẽ ban cho bằng nguyên lòng cho năm gấm hoa cho thật nhiều bán họ trần con dài nhất nên xa nhiều ý. Cục vào là đất xòe xa lạ trời, cục vào là
trong họ giàu sang đời đời, đem cho trong họ đời đời giàu sang. Chúa giáng sinh
bà chưa man anh ninh tôi tu phép thần thông cai quản anh ninh phù hộ diệt thục bao lần. Buổi thanh nhàn bắn rừng hai thuốc trẻ hoa vàng biệt dược là tắm sao quay nhau kia khoăn nàng ý à. Thành ra hồi cũng năm phương.